Cha cha, cha con theo với. Thôi, hai mẹ con đưa ta tới đây là được rồi. Hai mẹ con đi về đi. Hôm nay khí trời mát mẻ, chàng cho mẹ con thiếp theo chàng lên núi hái lá thuốc luôn nha. Không được đâu Ngọc Thu à. Đường lên núi quanh co, có nhiều đoạn hiểm trở lắm. Ta sợ nàng và con sẽ gặp nguy hiểm. Thôi, hai mẹ con về đi. Nhưng mà con muốn theo cha lên ngọn núi cao kia để hái thuốc cùng cha đó. Ngọc Nhi, phải nghe lời cha. Ngoan nghe không? Ở trên núi có con cọp sẽ ăn thịt con đó. Thôi, được rồi, con nghe lời cha. Ừ, ngoan. Thôi chàng đi đi, mẹ con em đi dạo quanh quẩn ở dưới này. Đợi chàng về, rồi mình cùng về nhà luôn. Ừ, vậy hai mẹ con không được đi đâu quá xa nha. Dạ. Dạ. Anh lên núi tìm dây cốc rừng, rồi xuống liền. Chàng đi cẩn thận nha. Ngọc Nhi của cha, ta đi đây. Mẹ mẹ, mình qua bên kia nha. Ừ. Từ từ thôi con. Dạ. Từ từ thôi con. Dạ. Không ngờ trong rừng lại đẹp đến như vậy á. Mẹ ơi mẹ, đằng kia có trái chín đỏ kìa, hái cho con ăn đi. Không phải ở trong rừng trái chín nào cũng có thể ăn được đâu con. Với lại hồi nãy á, mẹ cũng đã hái cho con nhiều lắm rồi mà. Nhưng mà con ăn hết rồi. Trái cây chín ngọt nào mà chả ăn được. Cẩn thận nghe con. Dạ. Khí ngàn năm của trời đất. Đúng là thạch linh chi rồi. Thạch linh chi tích tụ linh khí ngàn năm của trời đất, khi để trong tối thì sẽ phát sáng. Ta đã tìm được thạch linh chi rồi. Ta đã tìm được thạch linh chi. Ta đã tìm được thạch linh chi rồi. Hiền Nhi, Ngọc Thu. Ngọc Thu ơi, ta đã tìm được thạch linh chi rồi. Ta đã tìm được thạch linh chi rồi. Hiền Nhi, Ngọc Thu, Ngọc Thu, ta đã tìm được thạch linh chi. Ta đã tìm được linh khí ngàn năm của trời đất. Hiền Nhi ơi, Ngọc Thu, Hiền Nhi, Ngọc Thu, Hiền Nhi. Ngọc Thu, Ngọc Thu, Hiền Nhi, Ngọc Thu, Ngọc Thu, Hiền Nhi, Ngọc Thu, Hiền Nhi, Ngọc Thu.
chi? Ngọc Thu, Ngọc Thu nàng ơi, Ngọc Thu, mẹ con nàng đã bị trọng thương. Ta có Thạch Linh Chi. Thạch Linh Chi là tiên dược giúp con người chết đi sống lại. Ta sẽ đưa nàng và con đến đại phu. Em à, không được đâu. Chúng ta không phải là con người, không thể sử dụng được. Nhưng chị nói em không nghe sao? Em để lại cho chàng ấy đi, để chàng ấy còn cứu vợ con chàng ấy nữa. Nhưng mà biết đâu sau này chúng ta tu hành thành người á, nếu mà có tiên dược này á, chị em mình có thể trường sinh bất tử đó. Không được, chàng ta đang cứu hai mẹ con trọng thương như vậy, em hãy để lại đi. Chúng ta đang tu luyện, phải đi đúng đạo chứ. Em làm như vậy chẳng khác gì em cướp đi mạng sống của hai mẹ con này thì sao? Nhị Hà, em làm gì vậy? Chị cho em gắn miếng thôi chị. Chị đã bảo không được rồi mà. Em hãy trả lại đi. Mau lên. Thạch Linh Chi này chắc thần kỳ lắm hả chị? Em thấy nó có mùi thơm rất là đặc biệt. Chị ấy đang bị trọng thương như vậy, chúng ta phải mau tìm cách cứu chị ấy. Hãy đưa chị ấy ra khỏi chỗ này. Nhưng mà bằng cách nào hả chị? Ngọc Thu! Ngọc Thu ơi! Ngọc Thu! Ngọc Thu! Ngọc Thu! Ngọc Thu! Chúng tôi hãy nắm gần đây, thấy cô ấy bị nạn, định đưa cô ấy vào làng cứu. Tôi đã tạ hai người, giờ tôi bị trọng thương, tôi phải đưa vợ tôi đi đại phu. À, đúng rồi, để chúng tôi phụ. Kìa, đại nhân. Thảo Dân không biết đại nhân ghé thăm nên đã để cho người phải chờ lâu, thật là đắc tội ạ. Ông đừng quá khách sáo, ông ngồi xuống đi. Dạ. Hồi nãy ở phủ, khi ông bắt mạch cho phu nhân của ta, ta thấy sắc mặt của ông lạ lắm, nên ta tới đây để tìm hiểu. Ông nói thật đi, bệnh tình của phu nhân ta ra sao? Đại nhân đúng là có cặp mắt tinh tường, không ai có thể qua mắt được ngài. Ông mau nói rõ đi, để ta biết mà còn định liệu nữa. Dạ, thưa đại nhân, phu nhân chẳng may mắc căn bệnh hiểm nghèo, cho nên thời gian sống được chỉ còn có 3 tuần trăng thôi à. Phu nhân của ta bị bệnh hiểm nghèo? Dạ. Không thể nào, không thể nào. Dạ, xin đại nhân tha tội. Bệnh tình của phu nhân rất là ngặt nghèo, không còn cách gì khác để cứu chữa được đâu à. Ông phải tìm mọi cách để cứu chữa, không thể nào để phu nhân của ta chết được. À phải rồi, nếu ông cần thuốc thang hay một dược liệu gì quý hiếm thì ông cứ nói đi, ta sẽ cho người tìm cho bằng được. Miễn làm sao cứu được phu nhân của ta thì thôi. E rằng không còn cách nào khác đâu à, thưa đại nhân. Còn nước thì còn tát, nếu ông cứu được phu nhân của ta khỏi bệnh, ta sẽ thưởng cho 1.000 lượng vàng ngay lập tức. Đại phu ơi, cứu người. Xin phép đại nhân, Thảo Dân ra ngoài một chút. Được rồi, ông cứ đi đi. Dạ. Đại phu ơi! Chuyện gì đại phu vậy? Đại phu! Họ bị làm sao vậy? Hả? Đại phu ơi, mau cứu vợ con tôi. Vợ con tôi đã bị trọng thương,
Vợ con tôi sao rồi đại phu? Mạch và tim đã không còn nhảy nữa, ta không thể cứu. Đại phu ơi, tại sao vợ con tôi đã uống thạch linh chi rồi mà tới bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy? Thông thường, nếu là thạch linh chi thật, chỉ cần uống vào là sẽ hồi sinh ngay. Tình hình như thế này, ta e rằng thạch linh chi mà ngươi đưa ta chỉ là linh chi thường thôi. Không thể nào. Không thể nào. Tôi đã tìm thạch linh chi ở trong hốc đá, ở trên núi. Nó tỏa ra hào quang sáng rực. Cha tôi nói chỉ có thạch linh chi mới tỏa ra hào quang như vậy thôi mà. Ta rất lấy làm tiếc. Ta khuyên ngươi hãy mang xác của hai mẹ con về mà lo hậu sự đi. Không, đại phu. Đây, ta trả lại cho ngươi. Đại phu ơi, đại phu ơi, cứu vợ con tôi giùm đi đại phu. Tôi không lấy thạch linh chi đâu, đại phu ơi. Hãy cứu vợ con tôi giùm đi đại phu. Đại phu. Ta rất tiếc. Đại phu. Tại ta Hiền Nhi ơi, Hiền Nhi, Ngọc Thu ơi, Tại sao lại ra nông nỗi này? Cùng tại ta đào nguyện ở sau vườn để cho mẹ con nàng ở cạnh ta. Hãy đợi ta. Tội nghiệp bọn họ quá chị. Mình có cách nào giúp được họ không? Chúng ta chưa tu đắc đạo, không có cách nào cứu hai mẹ con người này sống lại được. Sao cái thạch linh chi này không có mùi thơm giống như hôm trước, cũng không thấy dấu răng của mình. Mình nhớ hôm trước mình có cắn và để lại dấu trên cây nấm mà. Hay là tên đại phu đó là giở trò gì? Tội nghiệp Lưu Tùng quá. Mới phút chốc mà vợ con chết thảm như vậy. Em à, hay là chúng ta giả làm vợ con của hắn? Dạ. Yeah. Nhưng mà không được. Chúng ta chưa đủ đạo hạnh làm người. E chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi lại lộ nguyên hình thì sao? Thôi, hay là bây giờ mình cứ giúp huynh ấy nguôi ngoai nổi mất vợ mất con đi. Rồi sau này chị em mình tùy cơ ứng biến vậy. Vậy cũng được. Từ đây hai mẹ con nàng sẽ không còn rời xa ta nữa. Hả? Hiền Nhi? Hiền Nhi?
Ngọc Thu. Ủa, con chưa, con không bị gì hả? Dạ. Ngọc Thu, Ngọc Thu, Hiền Nhi, con có sao không? Hai mẹ con Thiếp chỉ bị bất tỉnh thôi. Bây giờ mẹ con Thiếp đã tỉnh lại rồi. Hai mẹ con đang tỉnh lại. Ta mừng quá, ta mừng quá, ta mừng quá. À, chết rồi, ta quên. Có chuyện gì vậy chàng? Ta phải đi đắp lại hai cái quyền. Để Thiếp phụ chàng nha. Đi Ngọc Nhi, đi. Sao? Chỉ có cách đó mới cứu được phu nhân của ta sao? Dạ. Dạ, hôm trước Hoàng có hứa với Thảo Vân là cho dù bất kỳ dược liệu nào, kỳ hoa dị thảo gì, Hoàng cũng có thể tìm ra cho bằng được. Và bây giờ thì Thảo Vân không cần mấy thứ đó nữa. Dạ, Thảo Vân chỉ cần... Cần cái gì? Máu của chính đứa nhỏ. Phải máu của chính đứa trẻ con thì mới có thể cứu được phu nhân thôi à. Lấy máu của trẻ con, ta e là quá nhẫn tâm. Với lại việc làm đó là phạm pháp. Nếu bị bại lộ ra, chắc chắn sẽ bị trọng tội. Dạ. Dạ. Hoàng lo lắng như vậy cũng chí phải. Nhưng mà bệnh tình của phu nhân bây giờ, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Tùy Hoàng lớn quyết định. Dạ. Hơn nữa, mỗi lần thần chỉ lấy máu của một đứa nhỏ thôi. Dạ. Mấy đứa nhỏ không sao đâu, cùng lắm là nó sợ quá, cái nó té xỉu thôi à. Chứ không có chết đâu. Quan đừng lo. Chỉ còn cách đó thôi. Dạ. Ngọc Thu. Chàng, hôm nay sao chàng về trễ quá, làm Thiếp lo muốn chết luôn à. Có mấy cây thuốc quý, sợ mưa tới dập lá không dùng được nữa, nên ta phải cố hái cho hết. Ủa. À, chàng ơi, cơm nước Thiếp đã xong hết rồi. Bây giờ chàng vô rửa mặt đi, rồi Thiếp dọn cơm ra, cả nhà mình cùng ăn cho nóng nha. Rồi Hiền Nhi đâu? Sao ta về rồi mà không thấy nó? Chắc là con đi quanh quẩn đâu đây thôi. Ngọc Thu. Ngọc Thu. Ngọc Thu. Tại sao dạo này ta thấy nàng cứ né tránh ta hoài vậy? Nàng có chuyện gì không? Nói ta nghe đi. Dạ không. Chắc tại... tại Thiếp vừa mới bị trọng thương xong, cho nên chưa được hồi phục. Ta vô tâm quá. Hèn chi mấy bữa nay nàng không ra ngoài, nên cơm nước toàn là rau thôi. Thôi, một chút nữa ta xắt cho nàng một thang thuốc cho nàng uống. Nàng phải tẩm bổ nhiều mới được, mới mau khỏe, nghe chưa? Nhưng mà chàng đừng lo, Thiếp cũng thấy khỏe hơn rồi. Nàng khỏe là ta vui rồi. Chú Lưu ơi, chú Lưu. Để Thiếp vô dọn cơm. Chú Lưu, Thiếp Lưu có ở nhà chuyện không? Gì vậy Thiếp Tám? Trời ơi, tôi qua đây tôi hỏi chú á, chú đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Làng mình á, xảy ra nhiều chuyện bất thường lắm, chú không biết hả? Sáng sớm tôi phải lên núi hái thuốc, chiều ra huyện bán, nên tôi đâu có biết gì đâu. Mấy ngày gần đây á, có kẻ nào đó bắt cóc con nít, đem đi đâu không rõ. Tới chiều á, thì thả tụi nó nằm la liệt bên đường. Người đi đường nhìn thấy mới cứu kịp đó. Bắt cóc con nít? Ừ. Mà kẻ đó bắt cóc con nít làm gì? Mà bắt cóc rồi, tại sao lại thả ra? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tụi nhỏ sau khi tỉnh dậy cứ mơ mơ màng màng, không có nhớ gì hết á. Mà chân tay dính nhiều vết máu lắm đó. Bởi vậy mới hoang mang chứ. Không lẽ... có ma quỷ xuất hiện hút máu người? Sao làng mình lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy mà tôi không biết cả? Nhà chú ở cuối làng, chú không biết là phải rồi. Với lại chú đi làm sớm nữa.
Nghe đâu dân tình đã đi báo quan, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy điều tra. Hung thủ nhằm vào con nít, như vậy là người có giả tâm dữ lắm. Bởi vậy chú phải dặn vợ con chú cửa nẻo cẩn thận nha, nhất là con gái chú đó, không có để đi ra ngoài đường nghe không? À, cảm ơn thím Tám. Ừ. Nè, câu chuyện này quan trọng nữa. Gần đây nhà chú có bị mất gà mất vịt gì không? Chuyện này tôi đâu có nghe vợ tôi nói gì đâu. Nhà tôi có mấy con gà mà bị mất hết trơn rồi. Vài bữa là mất một lần, mà tôi rất là cẩn thận, cửa nẻo tôi đóng cẩn thận rồi, mà sao nó chung vô đường nào tôi không biết nữa. Sao xảy ra nhiều chuyện bất thường vậy ta? Bởi vậy mới nói không biết là có tai họa gì xảy ra cho cái làng này nữa không á. À, cảm ơn thím. Tôi về nha. Rồi. Chàng ơi, thím ấy vừa mới nói là dạo này làng mình con nít bị bắt cóc nhiều lắm hả? Đúng rồi. Ngọc Thu ơi, Hiền Nhi đâu? Chết rồi, dạo này Hiền Nhi nó hay đi chơi ở ngoài, mà sao nó không về kể cho thiếp nghe. Thôi để anh đi kiếm con về mới được. Cha. Con. Hiền Nhi. Chân con sao vậy? Con có sao không? Trời ơi, sao chân con trầy hết vậy? Con bị gì? Dạ, hồi nãy con về con bị té hàng rào. Trời ơi, đi lại đây với cha. Ngồi xuống đây, để cha nhai thuốc đắp cho con. Em đó, đừng gây quả nữa. Con yên tâm đi, lá thuốc này sẽ giúp cho vết thương của con mau lành. Con có đau không? Dạ, không đau cho lắm. Chàng ơi, để đó thiếp làm tiếp cho. Chàng vô trong rửa mặt rồi ăn cơm ha. Ừ, vậy nàng lo cho Ngọc Nhi nha. Ừ. Nhị Hà, em lại gây ra họa phải không? Họa gì chị? Sao tự dưng chị lại nói em gây ra họa? Dân làng đang hoang mang, có kẻ bắt cóc con nít, lấy máu xong thả chúng về nhà mà không giết chúng. Chị hỏi em lần nữa, có phải em gây ra hay không? Trời ơi, chị đừng có nói bậy chứ. Chị em mình sắp tu đủ đạo hạnh rồi, em đâu có làm ba cái chuyện mất nhân đó đâu. Lưu Tùng đối xử với chúng ta rất là tử tế, và cuộc sống ở đây rất vui vẻ và đầm ấm. Nên vì vậy chúng ta phải cố gắng tu tròn đạo hạnh, như vậy mới được làm người thật sự. Và sau đó chúng ta mới làm được vợ con của chàng. Em hiểu chứ? Nhị Hà, em lại gây ra họa phải không? Họa gì chị? Sao tự dưng chị lại nói em gây ra họa? Dân làng đang hoang mang, có kẻ bắt cóc con nít, lấy máu xong thả chúng về nhà mà không giết chúng. Chị hỏi em lần nữa, có phải em gây ra hay không? Trời ơi, chị đừng có nói bậy chứ. Chị em mình sắp tu đủ đạo hạnh rồi, em đâu có làm ba cái chuyện mất nhân đó đâu. Lưu Tùng đối xử với chúng ta rất là tử tế, và cuộc sống ở đây rất vui vẻ và đầm ấm. Nên vì vậy chúng ta phải cố gắng tu tròn đạo hạnh, như vậy mới được làm người thật sự. Và sau đó chúng ta mới làm được vợ con của chàng. Em hiểu chứ? Em biết rồi, em cũng thích ở đây mà. Nhưng mà dạo này chị thấy giờ giấc của em á không được ổn định. Chị chỉ sợ Em đi ra ngoài là bởi vì... Bởi vì sao? Bởi vì em theo dõi cái tên đã hại chết vợ con Lưu Tùng. Em nói cái gì vậy? Vợ con của chàng bị té xuống vực kia mà. Té xuống vực? Nhưng mà là do chết thảm. Bởi vì cái tên đại phu kia kìa đã cướp lấy cây nấm linh chi, sau đó đổi trái cho Lưu Tùng cây nấm linh chi giả khác. Mà sao em biết được? Tại hôm bữa em nhìn cái thạch linh chi mà ông đại phu kia đưa cho Lưu Tùng á, nó không phải là cây thạch linh chi mà lúc đầu chị em mình nhìn thấy trên núi. Với lại em nghi ngờ cái ông đại phu kia. Sau đó em theo dõi hắn ta và phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì?
Bấy lâu nay việc bào chế thuốc của ta gặp trở ngại vì không tìm ra được máu của chính đứa ổn nhi để làm thuốc dẫn. Nhờ lấy cớ trị bệnh cho phu nhân mà bây giờ ta được chính đại nhân cung cấp máu. Việc bào chế thuốc cũng đã trở nên dễ dàng. Giấc mơ trường sinh bất tử sắp trở thành hiện thực. Lại còn được thêm 1.000 lượng vàng. Trường sinh bất tử. Không ngờ cái tên đại phu này lại xảo quyệt như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Em thấy á, là bây giờ chúng ta phải tiếp tục theo dõi. Còn làm cách nào để vạch mặt hắn á, em chưa có nghĩ ra. Dạ. Thưa đại nhân, câu này hạ thần mới vừa chưng cất xong. Đại nhân cứ việc mang về cho phu nhân uống như lần trước. Lấy máu trẻ con chưng cất thành cao, thật bất đắc dĩ lắm, ta mới làm theo lời của nhà ngươi. Chỉ có cách này mới có thể cứu được mạng sống của phu nhân. Xin đại nhân đừng có áy náy. Dân chúng quan mang lo sợ, chưa có cách nào trấn an mọi người chuyện này. Đại phu à, mà ngươi còn phải lấy máu mấy lần nữa? Đây mới chỉ là lần thứ hai, còn 7 lần nữa mới xong. Nhưng mà bệnh tình của phu nhân dạo này tiến triển rất là tốt, đại nhân không thấy điều đó sao? Đúng là có tiến triển tốt. Phu nhân của ta đã hồng hào như chưa bao giờ bị bạo bệnh. Điều đó chứng tỏ phu nhân rất thích hợp với loại cao này. Mạng sống của phu nhân mới là quan trọng. Xin đại nhân đừng bỏ cuộc. À, thưa đại nhân, thuốc này phải uống nóng thì mới linh nghiệm. Thôi, đại nhân cứ mang về đưa cho phu nhân uống đi. Ta đành phải nghe lời của ngươi thôi. Dạ. Ta đã lỡ phóng lao rồi mà. Ta đi đây. Đại nhân ơi, đại nhân, thứ máu trẻ con đó là dành cho ta. Đâu vậy ta? Hiền Nhi, Ngọc Thu,
Ngọc Thu. Gần đây nhà chú có bị mất gà mất vịt gì không? Chuyện này tôi đâu có nghe vợ tôi nói gì đâu. Nhà tôi có mấy con gà mà bị mất hết trơn rồi. Vài bữa là mất một lần. Mà tôi rất là cẩn thận, cửa nẻo tôi đóng cẩn thận rồi, mà sao nó chung vô đường nào tôi không biết nữa. Sao xảy ra nhiều chuyện bất thường vậy ta? Bởi vậy mới nói. Không biết là có tai họa gì xảy ra cho cái làng này nữa không á. À, cảm ơn thím. Tôi về nha. Rồi. Nhìn thèm quá à. Chị cho em ăn đi, ngon quá à. Nhỏ nhỏ thôi, nói lớn Lưu Tùng nghe được, phát hiện ra là chị em mình chết đó. Em biết rồi. Trời ơi, có sao đâu. Bây giờ chàng ấy đã ngủ say rồi. Chị cho em ăn đi, đói bụng lắm rồi. Nhanh, nhanh đi, nhanh đi. Ừ, ăn thì ăn. Chị, đưa cho em chị. Nè. Yêu quái! Yêu quái! Yêu quái! Yêu quái! Giờ cô ta đâu? Tại sao biến ra thành hai người? Lưu Huynh à, chàng hiểu lầm rồi. Giờ con chàng đã chết bên vực rồi. Tại sao hai người biết? Chúng tôi là người chứng kiến vợ con Huynh rơi xuống vực đó. Đúng rồi, vợ con ta đã chết. Ta nhớ rồi. Họ rớt xuống vực trọng thương rồi chết. Vậy mà ta cứ tưởng họ qua khỏi. À, thì ra là các ngươi. Chính các ngươi đã làm vợ con ta chết. Không. Hèn chi gần đây ở trong làng xảy ra bất cập biết bao nhiêu là chuyện. Thì ra hai người đã mượn xác vợ con ta để làm những chuyện đó. Không phải. Tại vì chúng tôi thấy Huynh đau khổ trước sự mất mát quá lớn như vậy, chúng tôi mới hóa thành vợ con của Huynh để giúp Huynh nguôi ngoai phần nào. Chứ không có ai có ác ý muốn làm hại dân đâu. Lưu Huynh à, tuy chúng tôi chưa đủ đạo làm người, nhưng mà chúng tôi không có hại chàng, không có hại dân làng đâu. Chàng đừng có sợ. Các ngươi đừng xảo ngôn. Các ngươi giả mạo vợ con ta, đêm đêm đi bắt gà vịt để ăn, rồi bắt cóc cả trẻ con nữa. Các ngươi là lũ yêu quái, phá hoại cuộc sống của dân làng. Các ngươi hãy trở về hang của các ngươi đi. Đừng có ở đây, nếu không ta sẽ báo quan giết chết các ngươi đó. Đi đi. Lưu Huynh à, Lưu Huynh hiểu lầm rồi. Tuy chúng tôi có ăn thịt gà vịt đã có lỗi, nhưng mà chúng tôi không có bắt cóc trẻ con. Ngược lại, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm giết chết vợ con chàng và bắt cóc trẻ con nữa. Tìm ra thủ phạm giết chết vợ con ta. Lâu! Vợ con ta bị rớt xuống vực mà chết, không ai giết vợ con ta cả. Các người đi đi, trả con gà lại cho ta. Chúng tôi sẽ cho Huynh thấy rõ chân tướng của sự việc. Bây giờ Huynh cho chúng tôi gặp quan đại nhân đi. Chúng tôi có chuyện cần bẩm báo với ngài ấy. Lúc đó Huynh sẽ rõ nguồn cơn của sự việc. Các người không gạt ta chứ? Chúng tôi không gạt Huynh đâu. Huynh tin tôi đi mà. Nhưng mà Huynh phải hứa là không được để lộ chân tướng của chúng tôi với quan đại nhân đó nha. Tìm được hung thủ giết chết vợ con ta. Được, ta đồng ý. Sao? Vợ chồng các ngươi đến đây tố cáo tên đại phu bắt cóc trẻ con lấy báo à? Dạ.
có bằng chứng gì không? Dạ thưa quan, tên đại phu nói với quan là hắn ta dùng máu trẻ con để làm thuốc, là hắn xảo trá lừa dối quan đó. Nói tiếp đi. Dạ, thực chất là hắn ta đã dùng thạch linh chi mà hắn ta đã chiếm đoạt của chồng tiện nữ để làm thuốc. Mà thạch linh chi là tiên dược trị bách bệnh, có thể giúp cho người chết sống lại, cải lão hoàn sinh. Thạch linh chi là tiên dược? Dạ. Ở đâu mà chồng người có? Nhưng tại sao tên đại phu lại muốn chiếm đoạt? Dạ, bẩm quan, từ nhỏ Thảo Dân đã theo cha tìm lá thuốc và được cha chỉ dạy tìm những loại thuốc quý. Thạch linh chi chính là tiên dược nằm trong những loại thuốc quý ngàn năm, tích tụ linh khí của trời đất. Do Thảo Dân cũng chỉ nghe cha nói tới chứ chưa bao giờ gặp ngoài đời, nên khi tìm được thạch linh chi, Thảo Dân đã vội vàng đưa cho tên đại phu, và hắn đã đổi thuốc của Thảo Dân. Hiện bây giờ thạch linh chi đang ở nhà hắn à? Dạ đúng rồi đó quan. Đã có thạch linh chi có thể cứu người, tại sao hắn còn đòi máu trẻ con? Thưa đại nhân, đây là lần thuốc thứ tư, còn 5 lần nữa là phu nhân sẽ khỏe lại. Dân chúng đã hoang mang, không cho con trẻ ra đường, không còn cách nào để bắt chúng lấy máu. Ngươi còn cách nào khác không? Dạ thưa, không còn cách nào khác. Nếu không tiếp tục để cho phu nhân uống thuốc nữa, thì công sức bấy lâu nay của chúng ta coi như đổ sông đổ biển, và phu nhân sẽ phải chết. Ngươi có chắc là không còn cách nào khác nữa? Sao hôm nay đại nhân lại tỏ vẻ nghi ngờ? Chứ không phải nhờ uống máu của Ấu Nhi mà phu nhân đã khỏe hẳn rồi sao? Thôi, được rồi, tất cả hãy vào đây. Ủa, vợ con của ngươi đã chết rồi kia mà. Vợ con ta đã khỏi hẳn vì uống thạch linh chi trước khi ông tráo đổi kìa. Dạ, thạch linh chi của ngươi chẳng qua chỉ là linh chi gỗ quá gỗ mà thôi. Không phải gỗ mà là thạch linh chi. Ông là đại phu, nhìn sơ qua ông biết nó là thật, cho nên ông đã đánh tráo. Hiện giờ thạch linh chi đang ở trong nhà của hắn, còn lọ cao trước mặt của đại nhân chính là thạch linh chi đã được tán bột, chứ không phải là máu trẻ con như ông ta đã nói. Quân đâu? Vào nhà trong tìm vật chứng cho ta. Dạ. Đại nhân ơi, trời ơi, chẳng lẽ đại nhân lại không tin Thảo Dân mà lại tin những kẻ phạm phu tục tử như thế này? Ngươi hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ rõ ràng ra ngay. Bẩm đại nhân, tìm được tang vật rồi ạ. Người tố cáo đại phu đã tráo thạch linh chi của cha ngươi. Vậy các ngươi có bằng chứng gì để nhận dạng thạch linh chi thật hay không? Dạ thưa quan, trước khi gặp nạn, nghe tin cha lấy được thạch linh chi nên con đã cắn thử. Nếu thạch linh chi mà quan đang cầm có dấu răng ở trên đó là đúng. Khác với thạch linh chi thường, nếu để trong bóng tối sẽ phát sáng. Đúng là có dấu răng, nhưng để kiểm tra xem có phát sáng hay không. Quân đâu? Đóng tất cả các cửa lại. Dạ. Hả? Đây đúng là thạch linh chi ngàn năm,
nên tích tụ hào quang của trời đất. Quân đâu? Mở cửa. Ngươi là người tìm ra nó. Bây giờ ta trả lại cho ngươi. Hãy cầm đi. Đa tạ đại nhân. Đại phu. Dạ. Đây là lọ máu hồi nãy ta đưa cho ngươi. Ngươi nói ta ngồi chờ, ngươi sẽ vào nấu thành cao. Tại sao bây giờ vẫn còn nguyên? Dạ. Tên đại phu kia. Dạ. Hãy khai mau. Trong lọ này ngươi đựng cái gì? Dạ. Dạ. Xin đại quan tha tội ạ. Đúng là Thảo Dân đã đánh cháo thành linh chi của Lưu Tùng. Còn trong loại thuốc mà phu nhân uống chính là thạch linh chi thật đó. Còn máu của bọn trẻ ngươi lấy để làm gì? Dạ. Dạ bẩm quan, từ lâu bên cạnh việc bốc thuốc và chữa bệnh, Thảo Dân còn nghiên cứu về dược liệu để bào chế ra loại thuốc trường sinh bất tử. Mọi công đoạn đều đã hoàn tất, giờ chỉ còn thiếu máu của trẻ con để làm thuốc dẫn. Đang lúc thật chưa biết phải làm sao thì Lưu Tùng xuất hiện cùng với Thạch Linh Chi để nhờ Thảo Dân cứu mạng của vợ con. Dạ. Đúng lúc đó quan lại nói rằng quan sẽ treo thưởng 1.000 lượng nếu chữa bệnh được cho phu nhân. Cho nên Thảo Dân mới nghĩ ra cái chuyện đánh cháo thạch linh chi ạ. À. Đã có được thạch linh chi là tiên dược, có thể cải lão hoàn sinh. Tại sao ngươi còn lấy máu trẻ con để luyện thành thuốc trường sinh nữa? Dạ, bẩm quan, thạch linh chi đúng là thuốc quý ngàn năm có một. Nhưng thạch linh chi chỉ có thể cứu người chết sống lại, chứ không thể bào chế loại thuốc trường sinh bất tử. Dạ, vì biết quan lớn sẵn sàng chấp nhận điều kiện của Thảo Dân, nên Thảo Dân mới nảy ra ý định đánh đổi với quan để vừa có tiền thưởng vừa có máu trẻ con để luyện thuốc trường sinh. À, người đúng là kẻ tham lam và độc ác. Làm thầy thuốc mà nhà ngươi quá nhẫn tâm, tội của nhà ngươi phải trừng trị đích đáng. Dạ, dạ, Thảo Dân biết tội rồi. À, xin đại quan tha tội. À, vì muốn đạt được mục đích riêng, ta đã tiếp tay cho ngươi làm điều độc ác, gây hoang mang cho bà con dân lành. Ta cũng đã có tội trong chuyện này, đích thân ta phải chịu tội trước hoàng thượng. Quân đâu? Dẫn tên này vào ngục. Dạ. Để ta dẫn lên kinh thành xét xử. Dạ. Xin quan hãy tha tội. Xin quan hãy tha tội. Dạ. Quan ơi, xin quan hãy tha tội. Quan ơi. Các người đã giúp ta tìm ra chân tướng của sự việc, cũng như giúp ta ngăn được không dấn sâu vào tội lỗi. Các người còn là ân nhân của ta nữa. Ơn của các người ta xin ghi nhớ, và sau này sẽ đền đáp lại. Đa tạ đại nhân. Bệnh tình của phu nhân cũng đã khỏi hẳn, xin hoàng huyện cũng chớ có lo quá. Ta chỉ buồn cho bản thân thôi. Ta sẽ gặp hoàng thượng để nhận hết tội lỗi của ta. Thôi,
chúng ta chia tay tại đây nha. Ta đà tạ hai nàng. Ta rất cảm kích tình cảm của hai nàng đã giúp ta vạch mặt tên đại phu, giúp cho dân làng trở lại cuộc sống yên bình. Huynh à, hay là huynh cho chúng tôi ở lại đây đi. Chúng tôi ở lại quen rồi, với lại ở đây tu luyện cũng được. Hai nàng bản chất vẫn là trùng tinh, nên không thể nào ở chung với ta được. Mà ở chung như vậy sẽ gây ra hậu quả không lường. Huynh à, chúng tôi hứa là sẽ không ăn thú vật nữa, như vậy sẽ không gây ra quả nữa. Huynh bằng lòng nha. Chúng tôi cảm thấy quyến luyến nơi này lắm, không muốn đi nữa. Không được đâu. Bản chất hai nàng vẫn là trùng tinh. Thôi, hai nàng hãy trở về núi tu luyện tròn đạo hạnh của mình đi. Chúng tôi sắp tu tròn đạo hạnh rồi mà, chúng tôi không có hại ai đâu. Huynh đừng có lo. Thôi, huynh đã nói như vậy thì chúng tôi đành tạm biệt huynh vậy. Khi nào tròn đạo hạnh, chúng tôi sẽ quay lại thăm huynh. Khi nào tu tròn đạo hạnh, nhớ về gặp ta nha. Ta hay là hai nàng sao đi nhanh vậy? Đúng lời hứa, sau khi tu đắc đạo thành người, hai chị em trùng tinh đã quay trở về tìm Lưu Tùng trong nhân dạng của Ngọc Thu và Hiền Nhi. Từ đó, cả ba bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc.